đấy, nó bảo rằng là nó bảo cô là nó được thêm cho nó ba hôm nữa, xong rồi nó bảo một năm, cô bảo nó một năm cứ uống 2 lần. Vâng, đó là có điều kiện thì cứ dùng, còn nếu không có điều kiện thì mình hết mụn hết miếc, mình da nó rẻ, mình đẹp, nội tiết tốt thì mình dừng thôi. Nhưng mà bạn ấy dùng được mấy hộp rồi cô nhỉ? Hôm trước mới có một 3 hộp. Hộp đấy, đợt trước mua cháu 3 hộp ấy À thế à, hết hết sạch mụn luôn rồi gì? Nhưng mà lâu nay cô không dùng à cô? Cô không dùng nữa à? Có mình mua cho cô cháu đâu à? Mà là sang năm cô mới dùng, tại vì là năm nay con cô nó vừa mới mua nhà xong thì cô sẽ cho nó ít tiền này, năm nay cô cũng ví tiền Đâu, thỉnh thoảng ướp hộp cũng được mà, làm gì mà, làm thì gì cô mà bảo là căng cái nhà nữa. để sang năm thì cô không dùng, thì À từ rồi. vì năm nay cô mới dồn cho con cô 200, À thế từ năm nay thì cô cũng ít tiền nên cô bảo thôi để sang năm. đấy, dùng xong da dẻ đẹp mà cô, người khỏe mạnh mà ngủ Nói tốt. chung là cô dùng cái kem ốc sên đấy, cô dùng cái kem ốc sên đấy với lại cái kem chống nắng đấy, cái này thỉnh thoảng cô cứ uống vitamin C này, cái thì nói chung da cũng tương đối. Đấy, cô dùng cái kem ốc sên của cháu ok chưa? Da đẹp chưa? Đấy đấy, kem ốc sên của cháu đây thì đấy, da cũng nhìn cũng tương đối rồi. Vâng, rồi thế Còn nay ngày xưa là cô cũng bị nám nhiều đấy. à thế ạ. Bây giờ là da đẹp rồi gì? Nhưng bây giờ hôm nào cô về quê ai mà ra đẹp, bây giờ gần như nhìn không nám. Thôi thế là được rồi, thế là Thế ok cô rồi. bảo là đấy, cô thì cô cứ bảo là cháu cô thì cứ tin tưởng vào cháu, cho nên cái gì cô cũng mua của cháu, hay cô còn giới thiệu cho người ta. Ông bảo cô còn đang giới thiệu cho cháu cô và một con cháu cô nữa rồi, mặt đầy chứng cá đi 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 gì đấy, đi spa mất 10 triệu rồi mà bây giờ lại mọc rồi. À đấy ạ. Thế xong xong cô bảo là cô đưa số điện thoại cô vào đây này, mày cứ cái số điện thoại này luôn, mua cái tâm tố nữ mà uống, từ vì có một con bé cô ở gần cô cho nó uống, bảo nó uống rồi thì khỏi hết rồi, thế này chẳng biết sao, nó bảo để đi cho về chúng nghiên cứu xem, mà mặt nó cũng đầy trứng cá, mà À công đấy nhận ạ. uống cái đấy được, uống cái đấy được cháu ạ. Vâng, uống được mà, chắc Uống được. uống được. Bây giờ mặt mặt con này giờ nó không còn một cái bóng vía, mấy tháng này nó không có cái bóng vía mà trừ trứng cá được nữa rồi. Đẹp nha, thế là tha hồ mà thích. Có mụn là Đấy dùng, ạ. không có mụn là dùng cái gì cũng đẹp, mà có mụn là nhìn lúc nào cũng chán. Đấy. Vâng, thế cháu cảm ơn cô nhá, cháu cảm ơn cô giới thiệu cho cháu nha. Thì Đấy chào cháu cháu nhé. cháu cứ để da tốt cho cô đấy, có gì cô giới thiệu giúp cháu nhá. Vâng, cháu chào cô nhá. Dạ.